Mối liên hệ giữa Lufinica và Zoroastra với Zoroastrianism, bằng chứng sanh chiến Luffy ở Elbat. Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến với channel Tomanga. Manga. Nika là trạng thái vừa được trình làng trong Aquano, cụ thể hơn là ở trận chiến với tứ hoàng Kaido Bách Thú. Trạng thái này được bộc phát khi Luffy thức tỉnh trái ác quỷ của mình. Nó đem lại cho cậu khả năng phi logic, siêu hồi phục và trở thành người tự do nhất. Nhìn chung thì Gear cực kỳ mạnh mẽ và cái tên Nika cũng được khá nhiều người biết đến thông qua các câu chuyện truyền miệng. Ví dụ như Jinbei hay Fisher Tiger cũng nghe phong phanh về Nika. Tên giữ tù ở Impel Down cũng từng nói với Hushu về Nika. Vậy anh em có từng thắc mắc Nika được Oda lấy cảm hứng từ đâu không? Và còn nữa, rốt cuộc Zoro Asura có quan hệ gì với Luffy Nika? Khi mà Oda từng nói Zoro và Nami là hai người quan trọng nhất chỉ sau Luffy, nhưng rõ ràng những Jinbe, Sanji hay sau này là Yamato hoàn toàn có thể thay thế vai trò của Zoro ở mảng chiến đấu. Phải chăng giữa Tả và Lù có một mối quan hệ gì đó? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu chủ đề vô cùng thú vị trong video ngày hôm nay. Số 1. Liên hệ Luffy và Zoro với Zoro Archimedes Ok, vấn đề đầu tiên chúng ta sẽ nói đến là cảm hứng thần thoại và tôn giáo trong One Piece. Rất dễ để nhận ra, tác giả Oda thường xuyên vay mượn các chất liệu văn hóa dân gian, sử thi, thần thoại hay thậm chí là tín ngưỡng tôn giáo cho những nhân vật và sự kiện trong bộ truyện của mình. Ví dụ như trái Hito, model đai bức sư của Sengoku được lấy ý tưởng từ Đức Phật. Anh chàng Peo và Chaka từng xuất hiện ở Ark Skypia thì mang năng lực ác quỷ có thể biến thành chim như thần Horus và chó tương tự thần Anubis theo thần thoại Ai Cập. Asura của Zoro thì được cho là lấy cảm hứng từ Ấn Độ giáo. Các đòn tấn công của anh ba Sanji thì có liên hệ với quỷ Sutu của thần thoại Bắc Âu. Vân vân và mây mây các ví dụ khác mà nếu kể thì chắc hết nửa video anh em ạ. Vậy thì những điều trên cho thấy rằng Oda Sensei rất thích lấy ý tưởng từ văn hóa, có nhiều lợi ích liên quan đến vấn đề này, nhưng đặc biệt nhất là gần gũi với người xem. Dù bạn thuộc dân tộc hay tôn giáo nào thì các vị thần nổi tiếng ít nhiều bạn cũng đã nghe qua. Và có một vấn đề quan trọng ở đây là hầu hết các tôn giáo lớn trên thế giới được truyền cảm hứng hoặc chịu ảnh hưởng của một tôn giáo có tên là Zoroastrianism hay còn gọi là Masdayana. Đây là tôn giáo của đế quốc Ba Tư, xuất hiện vào khoảng thiên niên kỷ thứ hai trước công nguyên và là một trong những tín ngưỡng lâu đời nhất thế giới. À, dành cho anh em nào chưa biết thì Ba Tư ngày nay chính là Iran đấy anh em ạ. Trở lại với tôn giáo Zoroastrianism, nó có một thuyết vũ trụ học nhị nguyên, nói dễ hiểu hơn là luôn có hai thứ đối lập nhau trên thế giới, thiện và ác, tốt và xấu, sống và chết, vân vân Và còn có một thuyết nữa gọi là cánh chung về việc cái thiện sẽ luôn giành chiến thắng. Tôn giáo kể trên tôn thờ vị thần của sự khôn ngoan và nhân từ, được gọi là thần Ahura Mazda hay chúa tể của trí tuệ. Giờ cùng trở lại với liên hệ của tôn giáo này với Lufinica và Zoro Asura. Giáo lý của tín ngưỡng Zoroastrianism nói rằng thế giới đã từng trong sáng và tốt đẹp nhưng dần bị tha hóa bởi các thế lực xấu xa để đánh bại họ và đưa thế giới trở lại hòa bình thì cứ sau 1.000 năm sẽ có một vị anh hùng được tái sinh và người anh hùng cuối cùng sẽ đánh bại được thế lực xấu xa và nếu tham khảo qua quyển Invista văn bản thiêng liêng của tôn giáo Zoroastrianism thì bạn sẽ nhận ra nó nhắc đến rất nhiều về ý chí kế thừa đặc biệt là tôn giáo này còn đặt hẳn một ngọn lửa luôn cháy ở đền thờ nó tượng trưng cho ngọn lửa vĩnh cửu ý chí không bao giờ mất One Piece cũng như vậy, hầu hết các thành viên băng mũ rơm đều thừa hưởng ý chí của một người nào đó. Hiện tại ta đã khẳng định Luffy là Joy Boy tái sinh, hoặc thứ gì đó tương tự, mà cậu bé cười là người đóng vai trò cực kỳ quan trọng ở thế kỷ trống xảy ra vào hơn 800 năm trước, mà 800 cũng gần 1.000 anh em ạ, à, vì 800 là con số kể từ lúc Joy Boy chết mà thôi. Vậy thì sự tái sinh của Joy Boy Luffy khá tương đồng với người anh hùng xuất hiện sau 1.000 năm, theo tôn giáo Ba Tư mà mình nói ở trên. Ngoài ra tôn giáo này có 3 quy tắc đạo đức là Suy nghĩ tốt hay còn được gọi là Pendanic, lời nói tốt hay Godtanic và cuối cùng là Kerdanic nghĩa là hành động tốt. Từ Nick ở đây được dịch là tốt và từ Nika được bắt nguồn từ từ Nick này. Đặc biệt hơn, tôn giáo này tôn sùng ánh sáng và lửa. Cho anh em cũng không quên rằng Luffy là người mang đến bình minh cho thế giới, bình minh chính là ánh sáng. Ngoài ra, cậu ấy thường dùng các chiêu thức có kèm với lửa, dù đặc tính trẻ ác quỷ của Joan mang sức mạnh cao su. Tất cả những điều trên chứng minh rằng tên thần mặt trời Nika xuất phát từ đạo Zoroastrianism. Một mối liên hệ khác liên quan đến Zoro, có lẽ đến hiện tại nhiều bạn còn khó hiểu cái tên này có nghĩa là gì. Nó là tiếng Nhật hay tiếng Anh? Và theo mình, nó được lấy cảm hứng từ tôn giáo mà mình nói ở trên, Zoro Archinism. Cụ thể thì bốn chữ cái đầu tiên của tôn giáo chính là tên của Zoro và hình thái Asura của cậu thực chất không phải lấy cảm hứng từ thần Asura của Ấn Độ giáo mà là thần Ahura của tôn giáo Ba Tư. Theo tôn giáo trên, thì vị anh hùng của họ đã đánh bại thần chết và tái sinh trở lại. Mà trong chapter 1040, ta cũng thấy rổ đối mặt với Bạch Tử Thân và cuối cùng cậu ấy vẫn tỉnh lại và sống sót. Rất rõ ràng, Luffy Nika và Zoro Asura được lấy cảm hứng từ tín ngưỡng lâu đời bậc nhất thế giới. Có thể thấy Oda rất ưu ái cho Zoro, anh chàng này như Vegeta của thế giới One Piece vậy. Thứ Luffy có thì rất nhanh chóng, Zoro sẽ có. Lù lên level thì rổ sẽ tiến đến level mà Lù vừa vượt qua. Oda là fan của Toriyama nên có thể ông muốn tạo ra một kẻ số 2 bên dàn nhân vật chính. Vậy thì quả thật Zoro có vai trò rất quan trọng. Có thể anh chàng sẽ là người sát cánh cùng Luffy hết những cách mà anh hỗ trợ lù đầu với Big Mom Kaido hoặc thậm chí là tảo sẽ hy sinh để cứu thuyền trưởng của mình. Không ít lần anh chàng đã làm điều này. Sanji, Jinbe hoàn toàn có thể thay thế vai trò của rổ ở mảng chiến đấu, nhưng Zoro mới là người quan trọng nhất bên cạnh Nami. Thế thì ở cuối game, một là Zoro sẽ cực mạnh, bỏ xa hai người kia và sức mạnh là thứ khiến anh quan trọng. Hai là rồi sẽ dùng tính mạng cứu Lưu. Zoro là người duy nhất trong băng, luôn dõi theo Luffy trong mọi cuộc chiến. Điển hình nhất là việc nhắc nhở lù khi cậu đối đầu Seiza, cản Pika để Luffy đánh với Doflamingo hay những pha cứu cánh tuyệt vời trên đỉnh Oni mới đây. Mình nghiêng về ý thứ hai hơn, anime có kết buồn không hề thiếu. Oda đã nhiều lần cho fan gáo nước lạnh với những cái chết bất ngờ. Tác giả bè lái rất căng, anh em nghĩ sao? Comment bên dưới nhé. Lưu ý là những điều trên chỉ là giả thuyết, anh em hãy bàn luận một cách vui vẻ. Và giờ là Số 2, xanh là người bảo kê Elbat. xanh tóc đỏ là một trong những nhân vật bí ẩn nhất One Piece. Sau gần 25 năm, ta chả biết gì về sức mạnh thực sự của anh ta. Chỉ biết là xanh rất rất mạnh, còn mạnh đến đâu thì không ai biết, vì anh chỉ đọ chiêu sơ sơ với dâu trắng. Điều này ông nào có Haki bá vương gặp cũng hay làm nên rất khó nói. Bên cạnh đó là đỡ cú củ đấm của Akainu bằng một tay. Nói chung thì xanh làm gì còn hai tay, không đỡ một tay thì làm thế nào. Nên cũng nói là anh mạnh chứ không thể nói là anh mạnh đến đâu. Và mới đây, anh chàng đã có những động thái để bắt đầu tiên khi dùng haki bá vương đe dọa đối đốc Ryukugi và đặc biệt là mang trình diễn sức mạnh đỉnh cao trong movie phim Red. Tóc đỏ sắp gia nhập vào cuộc chiến cuối cùng này. Sớm thôi, anh sẽ gặp lại Luffy. Và đúng như lời hứa, ngay lúc đến gặp tóc đỏ là ngày cậu có trình độ sánh ngang ông chú của mình. Tức là rất gần ngày đó rồi anh em ạ, à, bởi Luffy hiện đã là tứ hoàng, ngang hàng với xanh. Vậy thì họ sẽ gặp nhau, à không, phải gọi là đụng độ ở đâu. Vì không có việc hai con quái vật gặp là chào hỏi vui vẻ đâu, cả Roger và dâu trắng cũng từng đấm nhau 3 ngày trước khi chén chú chén anh. Bình mầm Kaido cũng vả chùi cả đêm mới đưa ra lời hợp tác, nên dù rất thân thì Luffy và Xanh vẫn trao đổi chiêu thức đôi chút. Trong tập truyện ngắn Road to Tail, Oda đã nói về vị trí của Poneglyph cuối cùng. Nó có thể nằm ở Elbat, Vira hoặc Hachinosu. Mình nghiêng nặng về Elbat. Trước đó mình đã có một video nói về điều này. Ngoài ra, bọn mình tin rằng Xanh là người bảo hộ xứ sở người khổng lồ. Như đã biết thì Elbat được lấy cảm hứng từ thần thoại Bắc Âu. Có một hành động của anh Xuân khả năng cao được lấy cảm hứng từ vị thần tia của Bắc Âu, người từng hy sinh cánh tay của mình cho một con quái thú để đổi lấy tương lai tốt đẹp. Đó là hành động hy sinh cánh tay để cứu Luffy của xanh. Ngoài ra, anh chàng tóc đỏ cũng được Oda lấy cảm hứng từ hải tặc người Na Uy Eric the Red và con tàu của băng tóc đỏ được xây dựng dựa trên con tàu của người khổng lồ Viking có tên là Rika. Lúc này, cần kết hợp thêm với lý thuyết trước đó về kế hoạch của Roger mà mình từng có một video giải thích anh em có thể xem lại trên kênh, mình sẽ nói sơ lại, dựa theo đó thì vua hải tặc biết bản thân không đủ thời gian để chờ Joy Boy xuất hiện nên ông đã vạch ra một kế hoạch đảm bảo rằng Joy Boy sẽ thành công. Bởi Roger biết chính phủ luôn tìm mọi cách tiêu diệt cậu bé cười. Kế hoạch bao gồm việc để bác sĩ Crocus canh giữ cổng vào Grand Line. Ông là người có nhiệm vụ hướng các tàu thuyền vào nơi này. Vua bóng tối Rayleigh thì có trách nhiệm trấn giữ cổng vào Đại Hải Trình, tức là quần đảo Sabaody. Đó là lý do ông ấy trở thành thợ trắng tàu ở đây. Đặc biệt là ông ấy còn phải rèn luyện cho người được chọn với xanh anh sẽ là người tìm trái cây thần thánh tức hito Nika, khả năng cao ở lapthe hoặc trong Poneglyph có nhắc về trái ác quỷ này lý do tóc đỏ phải tìm nó vì bấy giờ anh là một tân binh ít bị truy nã gắt gao như relief hay gaban cho nên xanh dễ phiêu lưu khắp nơi một nhiệm vụ nữa của anh là làm giám khảo cho bài test cuối cùng anh sẽ thử sức mạnh của chơi boy vì trong băng roker không tính bất kỳ thì chỉ có xanh là còn sung mãn khi chơi boy trưởng thành còn cái váy lại, Sanh có liên quan mật thiết với Elbat và anh sẽ có trách nhiệm test sức mạnh của Luffy. Còn lý do Ponegalip đang yên ổn ở đảo người cá lại xuất hiện ở Elbat, có lẽ là bởi hai nhân vật sau. Một là chính anh Xuân đến và mang hồng phiến về địa bàn của mình, vừa bảo quản nó, vừa hạn chế đảo người cá bị nhắm đến bởi những kẻ xấu. Hai là bố già dâu trắng đã mang Poneglyph ra khỏi vùng đất người cá, nơi ông bảo kê khi còn sống. Sau đó, Marco đã giao lại hồng phiến cho Sanh bảo quản do sự kiện Marineford, cả hai đã có hảo cảm hơn khi mà tóc đỏ đến cản hải quân, giúp tàn quân dâu trắng an toàn rút lui và còn mang về xác của bố già và Ace. Việc tiếp tục giữ một món đồ quan trọng như vậy cũng rất nguy hiểm cho Marco và quê hương của bố già. Đơn nói cho xanh vừa an toàn, vừa xem như trả lại ân tình đã nợ trước đó. Giải thuyết thôi nhá. Nhưng việc tóc đỏ đụng độ nhẹ với Luffy ở Elbat thì khả năng rất cao sẽ xảy ra khi đã có hàng tá hin về điều này. Tương quan lực lượng hiện giờ của hai phe, Luffy có thể xem là ở đẳng cấp tứ hoàng, ngang xanh. Có điều các vị trí còn lại thì hơi khó sơi. Zoro với Ben, nếu đánh cầm chân thì có lẽ tạo trụ được, tương tự là Sanji và Jinbe. Còn các thành viên còn lại e là trụ không nổi dù cho hai bên có đánh giao hữu đi nữa. Cuối video là chuyên mục dành cho anh em nào yêu thích tranh. Bọn mình có mở một shop bán tranh One Piece và nhiều anime manga khác. Anh em có nhu cầu để có phòng ngủ hay góc làm việc và giải trí của mình thì hãy inbox ngay vào fanpage OV Manga Anime Shop để đặt hàng. Link mình sẽ ghim ở phần mô tả. Và trên đây là video giả thuyết của bọn mình. Rất cảm ơn anh em đã xem video. Nhớ like và đăng ký kênh kèm nút chuông nho nhỏ bên cạnh để ủng hộ bọn mình. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ. Bye bye.